Bờ kia tức là Niết Bàn không sinh không diệt. Hiện tại chúng ta trụ ở trong thế giới Đa Bà, tức là bờ bên này. Thế giới Cực Lạc là bờ bên kia. Chúng ta phải đi qua dòng sông phiền não thì sẽ đến bờ bên kia. Bờ này có các thứ khổ, bờ kia có các thứ vui. Làm thế nào để đến được bờ bên kia? Tức là phải học tập Phật Pháp. Phật Pháp tức là bảo phiệt, có thể đưa chúng ta từ bờ sinh tử bên này đi qua biển sinh tử, đạt đến bờ kia không còn sinh tử. Mục đích chúng ta học Phật Pháp là phải chấm dứt sinh tử. Đức Phật Thích Ca vì muốn cầu chấm dứt sinh tử mà từ bỏ ngôi vua, đến núi tuyết nghiên cứu đại pháp chấm dứt sinh tử. Ở dưới cội Bồ Đề chứng được pháp chấm dứt sinh tử, pháp 12 nhân duyên. Phật từ bi chúng sinh, đem pháp đã chứng được lưu truyền cho đời sau không thiếu một chữ. Chúng ta rất được may mắn gặp được kim chỉ nam của Phật Pháp, kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật. Kinh này là vua trong các kinh. Nghĩa lý nói về kinh này là vì Bồ Tát mà diễn nói tu hành Bồ Tát Đạo như thế nào, cứu chúng sinh liều khổ được vui như thế nào, hoàn toàn vì người chẳng vì mình. Muốn khiến cho Pháp Đại Thừa tồn tại thì phải đọc tụng Hoa Nghiêm, lễ Hoa Nghiêm, tu trì Hoa Nghiêm, ấn tống lưu truyền Hoa Nghiêm. Như vậy mới khiến cho chánh Pháp trụ thế lâu dài. Bằng không tức là thời đại mạt Pháp. Này giải thích thập độ Ba La Mật như sau. Thứ nhất là bố thí Ba La Mật. Bố thí có tài thí, pháp thí, vô ý thí. Ba sự bố thí này tu đến lúc viên mãn thì đều đến được bờ kia. Thứ hai là trì giới Ba La Mật. Trì giới chủ yếu là đừng làm các điều ác, hãy làm các điều lành, tu thân miệng ý, ba nghiệp thanh tịnh. Thứ ba là nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn có sinh nhẫn, pháp nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, ba thứ nhẫn. Tức cũng là không thể nhẫn cũng phải nhẫn, nhẫn không được cũng phải nhẫn. Tóm lại, nhẫn, 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 nhẫn đến chỗ cùng cực, sẽ chứng được cảnh giới vô sinh pháp nhẫn. Chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt.